Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với channel Trường Ca Chín của mình. Thì chủ đề hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó là hướng dẫn cách để chọn một con chó con để chơi theo đúng nghĩa. Ok, bắt đầu video nào. Ok, và điều đầu tiên các bạn cần để chọn được một con chó con chơi theo đúng nghĩa thì các bạn phải đặt vấn đề là mua chó con để làm gì, chơi theo kiểu gì, chơi theo chương trình nào để chọn được một con chó con phù hợp với mục đích của các bạn cần. Tiếp theo là dòng dõi, nguồn gốc, gia phả của con chó đó, cha mẹ, ông bà, cụ kỵ của nó có thế mạnh về chương trình nào, có phù hợp với mục tiêu mà chương trình mình chọn hay không. Và điều thứ ba là một điều khá là quan trọng, chúng ta phải xem chó cha phối giống nó ở tháng tuổi nào. Thường thì chó được phối giống trên 18 tháng sẽ cho đàn con có thể lực tốt. Xem chó cha có bộ khung xương tốt không, có vững chắc không, bởi vì khung xương của chó con phụ thuộc hoàn toàn vào chó cha. Và điều thứ tư, chúng ta phải kiểm tra chó mẹ là con chó như thế nào, khả năng rượt đuổi của chó mẹ thế nào, có nhanh nhẹn không, có ham đồ hay không, thể lực sức bền của chó mẹ tốt không, và chó mẹ sinh sản lần đầu tiên ở tháng tuổi nào. Nếu chó Selly lớn trên 20 tháng tuổi mới phối giống là tốt. Và điều thứ năm, các bạn hãy kiểm tra thực tế con chó con các bạn thích, xem bản thân của nó có biết săn mồi không. Các bạn có thể thử cho nó rượt đuổi theo rẻ, theo dõi con chó con có tập trung để rượt đuổi không, có di chuyển linh hoạt không, tạo các góc nhỏ để chó di chuyển xoay sở nhanh. 6 là kiểm tra vết cắn khi con chó cắn vào rẻ, nó cắn có mạnh không, có giữ vết cắn chặt không, có gầm gừ không. Nếu con chó con của bạn gầm gừ là không tốt. Thường những con chó cắn gầm gừ là hơi mất bình tĩnh. Phần lớn sau này nếu những con cắn lắc điên mà gầm gừ nếu không được sửa sẽ không ổn định về thần kinh. 7. Phần cuối, chúng ta xem con chó con của chúng ta ăn uống như thế nào, phân đi ra làm sao. Thường chó con về môi trường mới, về nhà mới sẽ đi phân lỏng 1 đến 2 ngày rồi trở lại bình thường. Chúng ta hãy kiểm tra, tẩy giun và tiêm phòng cẩn thận trước khi quyết định đón chó con về. Còn về phần con chó sau này to hay nhỏ thì phụ thuộc vào nguồn gen của con chó chứ không phải cách chúng ta chăm sóc. Ví dụ nguồn gen của chó chúng ta lớn, cứ nuôi bình thường, ăn uống vận động bình thường, khi trưởng thành chó sẽ phát triển theo đúng thể trạng của nó. Và khi gen chó của chúng ta nhỏ mà chúng ta cứ ép nó ăn nhiều, muốn tăng cân, vượt thể trạng khi chó đang ở độ tuổi còn non, như vậy chúng ta tự hủy hoại bộ khung xương, hủy hoại chính con chó của chúng ta. Đây là điều rất nhiều anh em nuôi chó ở Việt Nam đang mắc sai lầm. Trên đây là một số kinh nghiệm hữu ích mà mình đã đọc được, muốn chia sẻ tới các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và nuôi được những chú chó khỏe mạnh và thông minh. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vì đây là video đầu tiên mình chia sẻ về kinh nghiệm huấn luyện, nên có gì sai sót hoặc là giọng nói có như nào thì mong các bạn hãy comment cho mình biết để mình sửa. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy like và chia sẻ đến mọi người. Cảm ơn các bạn nhiều. Trying to forget you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you.